Chúa. Qua sự chia sẻ của mục sư David Giang Đông. Dạ, anh Thi kính mời mục sư ạ. Amen, amen. Ngợi khen Chúa. Xin thân ái chào tất cả các bạn trẻ. Là thế hệ kế tiếp ở trong nhà của Chúa để hầu việc Chúa cùng với tất cả chúng tôi là những người đang hầu việc Chúa. Tôi rất là thích tinh thần thờ phượng Chúa của các bạn. Cảm ơn bạn Kiều Oanh đã hát bài hát rất là cảm động. Tôn vinh Chúa và cái lời làm chứng của bạn. Kinh Thánh ở trong Thư Văn Nhất đoạn 4, đoạn 2, câu 14. Thì sứ đồ Văn, ông đã khích lệ những người trẻ rằng các bạn đã thắng được ma quỷ bởi vì lời Chúa ở trong các bạn. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nghe những lời làm chứng này, chúng ta biết rằng người trẻ này đắc thắng. Và tất cả những người trẻ khác cũng đắc thắng. Vì chúng ta biết sức bật của tuổi trẻ. Nhưng cái sức bật của tuổi trẻ của chúng ta để xây dựng cũng dễ dàng chìm lĩnh, dễ dàng đi lạc. Bởi vì cũng cái sức sống đó, nếu như chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thành sức bật ở trong nhà của Ngài. Nhưng mà nếu không thuộc về Đức Chúa Trời, thì sẽ sống cho thế gian. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng và đắc thắng như lời được chép ở trong Thư Văn Nhất sáng hôm nay mà chúng ta nghe qua cái lời làm chứng này. Rồi tôi nghe mục sư Trọng Đoàn. Cảm ơn Chúa vì thầy Trọng Đoàn vừa mới chia sẻ một cái sứ điệp ngắn và làm cho tôi nhớ đến một cái lời của bài hát rất là cảm động. Khi mà nghe cái lời của bài hát này thì nhiều người không quen thì bị sốc. Nhưng mà nó đúng. Tại vì trong cái lời bài hát này rằng Chúa Giêsu là bạn của tất cả các tội nhân. Do Casting Crown, một ban nhạc rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Họ là những cơ đốc nhân sáng tác nhạc, cũng như chúng ta thấy các nhạc sĩ cơ đốc ở Việt Nam sáng tác nhạc. Và cái ban nhạc này họ đã sáng tác ra một bài hát cách đây 10 năm và tôi nghe lúc nào cũng cảm động. Tôi dự định dịch cái bài hát này. Chưa có thời gian để dịch, cũng khó hát. Nhưng mà đại khái như là khi chúng ta hát cái bài hát này thì chúng ta sẽ thấy lòng của mình được khích lệ vô cùng. Bởi vì Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài làm bạn với tội nhân để cứu tội nhân. Đúng không, anh chị em, các bạn trẻ của tôi? Vâng, sáng hôm nay chúng ta đang ở trong một cái chủ đề rất là đặc biệt và tôi cũng thích chủ đề này. Đó là vào sự an nghỉ của Chúa. Hầu hết những lời làm chứng của chúng ta và lời khích lệ chúng ta sáng hôm nay đó là hãy chấm dứt tội lỗi, chấm dứt con đường cũ của mình để bước vào sự yên nghỉ với Chúa của chúng ta. Và khi chúng ta ở nương dựa trong bóng cánh của Chúa thì chúng ta đắc thắng, như lời của Chúa chép rất mạnh mẽ trong Thư Văn Nhất đoạn 2. Dạ vâng, chúng ta đắc thắng tội lỗi bởi lời Chúa trong chúng ta, anh chị em. Và tôi muốn dẫn anh chị em vào trong chủ đề vào sự an nghỉ của Chúa qua Habacuc đoạn 3 từ câu 17 đến câu 19. Các bạn có biết tiên tri Habacuc không? Tôi ngạc nhiên bởi vì trong Kinh Thánh có rất nhiều những tiên tri mà Chúa dùng họ khi họ còn trẻ. Và sáng hôm nay thì tôi thấy các bạn đều là những người trẻ ở trong căn phòng này, như mục sư thầy Trọng Đoàn nói rằng có hơn 100 anh em từ Bắc tới Nam và là những người trẻ. Cảm ơn Chúa và tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em cũng là những người được Chúa dùng ở trong nhà của Ngài. Tiên tri Habacuc là một người sống ở trong cái thời của vua Jehoiakim và vua Jehoiakim. Hai cha con này là cháu của ông Manasseh, cũng là một vị vua Israel. Và vị vua Israel này rất là gian ác và phạm tội với Đức Chúa Trời. Ông ta xúi dân sự thờ hình tượng. Và chính Jehoiakim là người đã đẩy Israel vào cái tình thế đó là họ phải bị lưu đày tại xứ Babylon bởi vì cái tình trạng thờ hình tượng của họ, bởi vì cái tình trạng bội đạo của họ. Và đứng trước tình cảnh này, thì Habacuc là một vị tiên tri trẻ, Đức Chúa Trời đã phán với ông về những cái lời dự ngôn về việc mà dân sự bị lưu đày. Đứng trước cái tình cảnh mà dân sự phạm tội với Đức Chúa Trời, dân sự chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, đứng trước tình trạng mà đói kém, đứng trước tình trạng mà tội lỗi, đứng trước tình trạng mà dân sự bị rủa xả vì cái tội lỗi của họ, thì Habacuc
đã bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Ông tìm kiếm Đức Chúa Trời để giải cứu dân tộc của mình. Đây là một gương tốt mà sáng hôm nay tôi cũng khích lệ các bạn là những người trẻ. Khi chúng ta còn sức bật, chúng ta còn trẻ, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ dùng sức trẻ của mình như thế nào để hầu việc Đức Chúa Trời? Không dùng sức trẻ đó để đi làm cho nó đã cái đời sống của mình, làm cho nó sung sướng cuộc đời. Ở trong cuộc đời này có nhiều cái sung sướng lắm, nhưng mà sau đó thì khổ, là không ra được, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ cũng sức trẻ đó làm sao để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, làm sao để chúng ta có mặt ở trong những cái buổi cầu nguyện như thế này, và nguyện Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta là những người trẻ cho nước của Ngài. Anh chị em có đồng ý không? Anh chị em có sẵn sàng không? Nếu như là Chúa đang ở trong cái Zoom này với cái tên rằng Giêsu, các bạn sẽ chú ý cái tên Giêsu đó, phải không ạ? À? Và nếu mà Giêsu hỏi rằng các con có muốn dùng cái sức trẻ của mình để phục vụ ta không, thì tôi tin rằng hầu hết trong chúng ta đều sẽ đưa tay. Chúng ta làm việc đó như thế nào? Xin chúng ta cùng với nhau đọc ở trong Habacuc đoạn 3, câu 17 cho đến câu 19. Chúng ta sẽ thấy rõ một cái tinh thần mạnh mẽ của Habacuc giữa lúc dân sự bị gọi là tình trạng bội đạo của dân sự của Đức Chúa Trời. Và ông đã làm gì ở trong lúc này đây? Tôi bắt đầu đọc từ câu 17. Vì dầu cây vả sẽ không đứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không xanh sản và chẳng có ruộng nào xanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Do vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Chúng ta vừa mới đọc qua một cái thể thi ca mà rất đặc biệt, có nhiều người ngạc nhiên rằng vì sao cái bài thi ca này của Habacuc, đấy là một bài ca nè, nó giống như thi thiên vậy đó, tại sao lại thi thiên lại xuất hiện trong cái bức thơ của Habacuc? Bởi vì nó được viết theo thể thi ca rất đặc biệt, cho nên ta còn gọi đây là thi ca của Habacuc. Cái tựa đề của chúng ta là Vào sự an nghỉ của Chúa, thi ca của Habacuc, tiên tri trẻ của Chúa. Và ông đã viết nên thi thiên này, thi ca này. Tiếc là cái thi ca này nó không để được đặt ở trong, được xếp ở trong 150 thi thiên mà chúng ta đã được biết. Nhưng mà nó trở nên rất đặc biệt với một người trẻ thấy được tình trạng của dân tộc mình, thấy được tình trạng của những người trẻ cùng thời với mình, thấy được một tình trạng sắp sửa dân tộc của mình bị lưu đày. Nhưng mà trong cái nhìn đó, Habacuc đã nhìn ra một cái sự lạc quan mà Đức Chúa Trời, ông đã có một cái tầm nhìn một cách lạc quan mà Đức Chúa Trời sẽ dùng cái điều đó để an ủi ông và để khích lệ ông cùng với dân sự của Chúa. Phải có cái nhìn lạc quan ở trong cái tình cảnh mà thử thách, trong cái tình trạng tội lỗi như thế nào. Có ba điều mà chúng ta sẽ nói qua đây sáng hôm nay trong thời gian ít ỏi này. Điều thứ nhất, cầu nguyện cho công việc của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh sáng hôm nay. Bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời là bước vào sự cầu nguyện. Anh chị em đang làm điều đó rất đúng. Anh chị em hãy tiếp tục, các bạn trẻ hãy tiếp tục là người cầu nguyện. Khi tôi bắt đầu hầu việc Chúa, tôi được ba vợ tôi huấn luyện trong sự cầu nguyện và chúng tôi đã cầu nguyện với nhau. Một vài người trong chúng ta biết Vườn Nho, Hội Thánh Vườn Nho thành lập năm 1995 ở Sài Gòn và do mục sư Tám An, cố mục sư Tám An và tôi cùng với nhau để thành lập, và chúng tôi bắt đầu thành lập hội thánh và chúng tôi thành lập bằng sự cầu nguyện cùng với nhau, đặt tên hội thánh cũng cầu nguyện với nhau ở trong tình cảnh rất khó khăn lúc bấy giờ. Trước thì tôi cũng ở là một thành viên ở trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn. Lúc Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn mới bắt đầu là tôi đã là một thành viên của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn rồi, khoảng năm 1990 chúng tôi thành lập hội thánh và bắt đầu bằng sự cầu nguyện ở trong cái lúc mà bị bắt bớ khó khăn, không làm gì khác ngoài sự cầu nguyện. Và điều thứ hai đó là gì? Đó là xác tín nơi một mình Đức Chúa Trời. Bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phải xác tín nơi một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Không phải nơi những người giúp chúng ta, không phải nơi tổ chức của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nhìn vào tổ chức nhiều lắm, chúng ta nhìn vào sự ân nhân của chúng ta nhiều lắm. Nhưng mà một điều quan trọng, chúng ta phải xác tín Đức Chúa Trời chúng ta đang tin là ai, chúng ta đang thờ phượng là ai. Tôi đang ngồi ở trong căn phòng này để thờ phượng Chúa, không phải bởi vì tôi yêu thích căn phòng này, không phải bởi vì tôi được mời vào căn phòng này, không phải bởi vì tôi giảng tôi mới ngồi trong căn phòng này, hay là bởi vì tôi nể tôi mới ngồi trong căn phòng này, nhưng mà bởi vì tôi yêu thích Đức Chúa Trời. Tôi xác định được Đức Chúa Trời tôi tin là ai,
Và điều thứ ba chúng ta sẽ nói đến đó là chúng ta hãy luôn trông đợi Đức Chúa Trời. Ba điều chứng minh rằng chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta đang ở trong sự yên nghỉ với Chúa. Điều thứ nhất chúng ta nói đến đây, cầu nguyện cho công việc Đức Chúa Trời. Habacuc là một tiên tri sống ở trong cái thời kỳ mà dân sự sắp sửa lưu đày. Và khi mà ông Jeremy cũng sau cái thời kỳ đó, cũng mấy ông cũng sống trong cái khoảng thời kỳ đó. Và khi nói tiên tri về điều này, chắc chắn Israel sẽ đi lưu đày ở Babylon và lập tức ông bị quăng vào hố. Và những người nói tiên tri về điều này bị bắt bớ dữ lắm. Bởi vì cái tinh thần dân tộc của Israel là chiến thắng và kẻ thù phải bị thất bại, kẻ nào đánh đánh chiến chiến tranh cùng tuyển dân của Đức Chúa Trời sẽ bị thất bại. Habacuc cũng đã trong tình cảnh đó. Nhưng mà ông rất khôn ngoan, bằng cách ông nói tiên tri xong, ông thấy được cái khải tượng mà dân sự của Chúa đi vào ở trong cái xứ Babylon bị lưu đày, nhưng ông nhìn ra được rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với dân sự ở trong cái chốn lưu đày đó. Bởi vì ông bước vào sự an nghỉ. Ông bước vào sự an nghỉ với Đức Chúa Trời bằng sự cầu thay. Mà anh chị em, Habacuc là một tiên tri có tâm tình cầu thay cho dân sự của ông. Và ngay từ Habacuc đoạn 1 câu 2, nếu chúng ta có Kinh Thánh chúng ta mở ra từ đoạn 1 câu 2 thì ông đã cầu nguyện: Chúa ơi, con kêu vang xin cứu giúp. Nhưng Ngài chẳng đoái gì tới con cho đến chừng bao lâu nữa. Con kêu cứu với Ngài rằng bạo ngược, nhưng Ngài chẳng giải cứu. Đó là Habacuc đoạn 1 câu 2. Rồi trong đoạn 2 câu 1, đã là 1 câu 2, bây giờ là 2 câu 1. Chứng tỏ ông là một người cầu nguyện rất mạnh mẽ như một vài người hầu hết trong các bạn. Tôi sẽ đứng nơi trạm canh, tôi sẽ gác ở tháp canh nơi chiến lũy. Tôi sẽ cứ thức canh để xem Ngài nói với tôi điều gì và sẽ nghe Ngài giải đáp thắc mắc của tôi ra sao. Và trong đoạn 3 câu 2 phần B, ông cầu nguyện như thế này: xin Ngài phục hưng điều đó trong thế hệ của chúng con. Xin Ngài bày tỏ điều đó trong thế hệ của chúng con. Khi Ngài tức giận, cầu xin Ngài nhớ đến lòng thương xót. Đây là cái gương cầu nguyện của Habacuc ở trong cái tình cảnh tồi tệ nhất. Và nhìn trong cái tình cảnh đó một cái sự lạc quan. Ông có cái tầm nhìn lạc quan là bởi vì cớ ông là người cầu nguyện. Anh chị em, tôi chỉ kêu gọi anh chị em, những bạn trẻ một điều. Đó là anh chị em có dâng lên cái lời cầu nguyện trong lúc chúng ta gặp khó khăn và hội thánh đang gặp hoạn nạn bất bớ hay không. Hãy học cái gương của Habacuc, đó là sự cầu thay không ngừng nghỉ của ông. Ông rình xem, ở trong cái bản Kinh Thánh dịch cũ đó là rình xem Chúa nói gì với mình. Chỉ có những người cầu thay mới là những người rình xem Chúa nói gì với mình và sẵn sàng trả lời với Chúa những gì mà mình được hỏi. Và đối lại, ở trong cái bản cũ dịch là đối lại với Chúa là hỏi và chất vấn Chúa vì sao điều đó xảy ra. Và chúng ta đi qua cái điều kế tiếp mà tôi nói ở trong cái sự cầu thai, đó là chúng ta có cái sự chất vấn trong đức tin. Chúng ta được quyền đối lại với Chúa ở trong cái sự cầu thai của chúng ta. Chúng ta trong suốt cái chương 3, chúng ta thấy trong chương 3 của Habacuc, chúng ta thấy cái cuộc đối thoại giữa Habacuc với Đức Chúa Trời. Ông liên quan đến những cái câu hỏi với Đức Chúa Trời là tại sao Đức Chúa Trời dường như thờ ơ đối với điều ác? Tại sao những người ác dường như cứ sống trong tình trạng không hề bị phạt? Ông cứ hỏi Chúa những cái chất vấn đó là cái cách để Nehemi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không chỉ là cầu nguyện, nhưng mà ông hỏi Chúa vì sao, vì sao, vì sao? Và ông nhận ra rằng cả thạnh nộ lẫn ơn thương xót đều là hai trong nhiều mặt bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài thạnh nộ nhưng mà Ngài là đấng thương xót nữa. Cho nên quý vị đừng quên rằng khi chúng ta đến với Chúa, bước vào sự yên nghỉ với Chúa, chỉ là cầu thai, nhưng hỏi Chúa nữa: Chúa ơi, cho đến bao lâu, cho đến chừng nào thì chúng con mới nhận được lời hứa của Ngài? Hãy các bạn trẻ, chúng ta bước vào sự yên nghỉ với Chúa là cầu thai cho hội thánh, là cầu thai cho những gì chúng ta thấy đang diễn ra ngày hôm nay. Những ngày qua thì cái cơn bão với sức gió 200 km một giờ vừa mới tấn công vào trong Florida, tiểu bang cách tôi khoảng 5 tiếng bay. Và cái con số ban đầu thống kê là có trên 10 người tử nạn trong cái cơn bão. Chính phủ Mỹ, chính quyền Mỹ làm việc rất nhanh và họ thông báo rất nhanh. Dầu vậy vẫn có người tử nạn bằng sức gió 200 cây số một giờ quật vào cái thành phố Tampa xinh đẹp bên bờ biển Đông Nam Hoa Kỳ.
Và trong 100 năm qua chưa có cơn bão nào nó lớn như vậy nó quật vào ở trong Hoa Kỳ. Cả nước Hoa Kỳ cầu nguyện cho Tampa. Và trong cái cơn bão đó đó, Đức Chúa Trời đã cắt cái vòng xoáy, nó gọi là cơn lốc xoáy cực mạnh đó, Chúa cắt làm 9 phần khác nhau. Có nghĩa là nếu mà một mình nó tấn công vào các quần đảo, xin lỗi, cái vịnh Tampa nổi tiếng đó đó, thì nó không còn cái gì băng giá đó. Và bởi lời cầu nguyện của cả nước Mỹ, của cơ đốc nhân cả nước Mỹ hướng về Tampa và cầu nguyện, thì tôi nghe kể rằng Chúa cắt làm 9 lần 9 đoạn cái cơn cuồng phong đó, nó quật vào và nó làm giảm đi rất là nhiều. Phần đông các con cái Chúa nói rằng nhà tôi vẫn an toàn, nhà tôi vẫn an toàn. Quý vị, chúng ta có thể chất vấn Chúa, chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta hỏi Chúa rằng vì sao Chúa không cắt luôn cái cơn bão đó nhưng mà Chúa lại cắt làm 9 phần như vậy, vì sao? Mà vì sao chúng ta hỏi, chúng ta có quyền chất vấn, chúng ta có quyền đặt câu hỏi và nhận ra rằng Đức Chúa Trời của sự thạnh nộ cũng là Đức Chúa Trời của sự thương xót, Đức Chúa Trời của người công bình cũng là Đức Chúa Trời của kẻ không công bình. Ngài làm ơn cho tất cả chúng ta và điều đó để gắn chặt chúng ta vào trong mọi sự, trong mọi thử thách, trong mọi hoàn cảnh. Ở các bạn trẻ của tôi, chúng ta hãy cầu nguyện và đừng quên cầu nguyện. Cầu nguyện rất quan trọng và có những người đề kháng sự cầu nguyện, tối ngày cầu nguyện, tối ngày cầu nguyện, tối ngày kiêng ăn, tối ngày kiêng ăn. Nhưng mà đó là cách thức của những tiên tri thời cựu ước và là hội thánh đầu tiên. Anh chị em, căn bản của hội thánh là cầu nguyện mà nhiều khi chúng ta quên điều đó, cho nên bước vào sự yên nghỉ với Đức Chúa Trời là cầu nguyện, đơn giản là như vậy. Và trong sự cầu nguyện hãy học cái cách đối lại với Đức Chúa Trời, hãy hỏi Đức Chúa Trời, hãy đặt câu hỏi với Ngài và đừng ngại hỏi Ngài. Có nhiều khi chúng ta chất vấn, chúng ta hỏi Ngài thì người khác cho rằng chúng ta cứng đầu, chúng ta cứng lòng, chúng ta nghi ngờ, nhưng đó là cái quyền của chúng ta, thưa anh chị em. Chúng ta đi qua phần thứ hai, chúng ta đi phần thứ hai của bài học chúng ta cầu nguyện, và chúng ta đi qua phần thứ hai đó là xác tín nơi một mình Đức Chúa Trời, ngoài Chúa ra sẽ không có gì phước gì khác. Ở trong câu 17, dù cây vả không ra hoa kết nụ, dù vườn nho không có trái nào, dù sức lao động đổ ra nơi cây ô liu không đem kết quả, dù ruộng đồng không sản xuất hoa màu, dù ràn chiên không còn con nào trong đó, dù các chuồng bò chẳng còn có con nào. Và nếu mà các bạn thêm vào ở trong cái này, dù xe không còn xăng nữa, dù trong túi không còn đồng cát nào, dù không có tiền trả căn phòng sắp tới tháng để mà chủ nợ tới rồi, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể thêm vào ở trong cái chữ dù này, dù này, dù này, có nhiều cái chữ dù ở trong câu 17 mà chúng ta vừa mới đọc trong Habacuc đoạn 3. Nhưng mà cái niềm tin vững chắc của Habacuc đó là ông không dựa trên những phước hạnh nhìn tận mắt. Nhưng mà niềm tin ấy căn cứ trên mối tương quan vững bền với Đức Chúa Trời. Giữa những băn khoăn thắc mắc, thử thách trong cuộc sống, ông vẫn có thể nhận Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mình. Dù cái hoàn cảnh nào có thể xảy ra, nhưng mà Chúa, ông xác nhận rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của tôi. Ông một lòng sát son với Chúa và không đi tìm kiếm sự trợ giúp của những người khác. Người ta sẽ tìm cách để phòng chống, khắc phục và quên đi rằng phải tìm cầu Đức Chúa Trời. Chúng ta thường thường có những cái phương án trước khi chúng ta có cái phương án đầu tiên, đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cho nên điều đầu tiên đó là tìm kiếm Chúa. Và điều thứ hai đó là hãy xác tín nơi một mình Đức Chúa Trời là đấng có thể giúp chúng ta mà thôi. Ở trong Thi Thiên đoạn 16 câu 2, tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Nhớ nha quý vị, hãy nói như Thi Thiên rằng chỉ có một mình Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Chúa ra tôi không có phước gì khác. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói với Chúa Giê-xu rằng Chúa ơi, nếu không theo Chúa con biết theo ai. Quý vị có thật lòng nói với Chúa điều đó chưa? Có bao giờ quý vị cầu nguyện và quý vị thưa với Chúa, thở than, Chúa ơi không cầu nguyện với Chúa con biết cầu nguyện với ai? Và khi chúng ta nói điều đó được, tấm lòng chúng ta gắn kết với Chúa và chúng ta nói rằng Chúa ơi, ngoài Chúa ra con không có phước gì khác, đó là chúng ta đang bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Ngưng công việc của mình đi và tìm kiếm Đức Chúa Trời và xác tín rằng Ngài là Đức Chúa Trời của con. Ca ngợi trong đức tin. Ngoài ra, xác tín, cái hành động của sự xác tín ở Đức Chúa Trời đó là chúng ta ca ngợi trong đức tin của mình. Trong câu 18 mà chúng ta đọc ở Habacuc đoạn 3, dù như vậy tôi vẫn cứ vui mừng trong Chúa,
Tôi vẫn hân hoan trong Đức Chúa Trời, đấng giải cứu của tôi. Sáng hôm nay tôi nghe các bạn ca ngợi Chúa. Sáng hôm nay tôi nghe quý vị, tôi biết trong phần đông trong chúng ta khi mà ca ngợi Chúa chứ lòng cũng gặp nhiều nan đề lắm, tan nát dữ lắm. Nhưng mà cái sự đắc thắng của chúng ta đó là chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời. Và đó là đức tin của quý vị, đức tin của chúng ta. Ca ngợi trong đức tin, chứ không phải ca ngợi, chỉ là ca ngợi thôi. Cảm ơn Chúa vì lời của bài hát sáng hôm nay giải cứu chúng ta, giải cứu quý vị đang ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa dùng bài hát để giải cứu chúng ta như một thi thiên đã nói về điều đó. Habacuc không cần nhìn thấy không 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 cần nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động như câu 17 đâu, nhưng mà chỉ cần nghe lời Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ hành động là đủ rồi. Đó là đức tin và ông đã nêu ví dụ ở trong đức tin khi ông kết luận rằng tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đó là đức tin và hành động của ông ở trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Dù vậy, tôi vẫn cứ vui mừng trong Chúa, tôi vẫn hân hoan trong Đức Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Quý vị có biết ở trong Habacuc đoạn 2 câu 4, trước đó ở phần B, ông đã tuyên bố một cái câu mà Kinh Thánh nhắc lại 3 lần ở trong Tân Ước trích dẫn tới 3 lần, đó là người công bình thì sống bởi đức tin. Kinh Thánh đã nhắc lại 3 lần ở trong Roma, trong Gia Cơ và trong Hebrew. Một cái câu nói đơn giản của một tiên tri trẻ lúc bấy giờ, người công bình sống bởi đức tin. Đây là thái độ đẹp lòng Đức Chúa Trời của một người trông đợi Ngài, một người cầu nguyện và xác tín rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể giúp đỡ con được. Chúc mừng anh chị em ở trong các trung tâm, bởi vì anh chị em đã xác định được rằng chỉ có Chúa là đấng sẽ đem mình ra khỏi cái cám dỗ và cái yếu đuối của mình. Vâng, chúc mừng các bạn, chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta. Đó là thái độ của người công bình đó. Người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta đi qua phần thứ ba của bài học của chúng ta. Sau khi chúng ta xác tín một mình nơi Đức Chúa Trời, chứng minh rằng chúng ta đang ở vào trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì điều cuối cùng chúng ta nói ở đây đó là hãy luôn trông đợi Đức Chúa Trời. Anh chị em có đang trông đợi Đức Chúa Trời không? Hay anh chị em đang trông đợi gì? Dĩ nhiên chúng ta, hy vọng của chúng ta ở trong Chúa. Mỗi người đều sống với một hy vọng. Nhưng mà chúng ta trông đợi nơi Chúa là trông đợi như thế nào? Chờ đợi hay trông đợi Chúa cho đến khi chúng ta thấy kết quả ở trong câu 19. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả của cái sự trông đợi mà ông Habacuc đã nói trong câu 19. Chúa hằng hữu là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho đôi chân tôi khỏe như chân nai. Ngài ban sức cho tôi để tôi có thể băng rừng vượt núi. Và khi mà ông nói điều này đó, thì ông đã được Chúa ban cho ông một cái sức mạnh để ông leo. Rõ ràng ở đây nè, ông nói là Ngài ban sức cho tôi để tôi có thể băng rừng vượt núi. Có thể là ông đi cùng với đoàn đoàn dân lưu đài chăng? Có thể là ông phải bị lưu đài. Có thể là ông đang đi chạy lánh nạn hay chăng? Nhưng mà chắc chắn rằng ông trông đợi Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ chắc chắn được sức mới. Cái cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và trước đó Ê-sai cũng đã nói rằng những người trai trẻ cũng sẽ trai tráng, cũng sẽ mòn mỏi mà thôi. Những người khỏe mạnh cũng sẽ thấy yếu mà thôi. Nhưng ai trông đợi nên Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới. Và trong cái câu 19 này, Habacuc đã nói rằng Chúa hằng hữu là sức mạnh của tôi. Vâng, chúng ta trông đợi đến Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lấy sức mạnh của Ngài. Chúng ta đắc thắng bởi sức của Chúa. Rõ ràng trong chúng ta không ai tài năng cả. Tài năng chúng ta đến từ Đức Chúa Trời như sứ đồ Phaolô nói. Cái sự tự tin của chúng ta và tài năng chúng ta không có gì tự chúng ta tạo ra cả, mà bởi sự ban cho của Chúa. Mà sự ban cho của Chúa đó là chúng ta chịu bước vào sự yên nghỉ để kêu cầu Chúa, trông đợi nơi Chúa thì chúng ta được sức mới. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời nhất. Vì Chúa hằng hữu là sức mạnh của tôi. Bao nhiêu người trong chúng ta thường nói rằng Chúa ơi, Ngài là sức mạnh của con. Sáng nay trong buổi cầu nguyện của Hội Thánh, chúng tôi đã hát bài Ngài là sức thiên chung con dựa nương, Ngài là bao vật mà con mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu con. Tuyệt vời không ạ? Ngài là muôn nhu cầu con, Ngài là sức thiên chúng con dựa nương. Ông bạn chị em hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa để chúng ta có sức đi tiếp ở trong những ngày sắp tới. Nếu Chúa muốn chúng ta bước xuống trũng thay vì đi lên nơi cao, chúng ta phải nhờ chờ đợi Ngài cho đến lúc Chúa ban cho chúng ta
bay cao như chim ưng. Mà nếu chúng ta, nếu mà Ngài nói rằng hãy ở lại, nếu mà Ngài nói rằng hãy đi xuống chủng đi, hoặc là Ngài nói rằng hãy đi lên đi, thì cái lời của Ngài phán, cái lời Ngài thúc giục, Ngài có quyền để ban sức cho quý anh chị em để chúng ta có thể làm theo lời của Ngài, miễn là chúng ta trông đợi nơi mạng lệnh của Chúa. Bởi vì Ngài là đấng ban mạng lệnh thì Ngài là đấng ban thêm sức cho chúng ta. Điều cuối cùng tôi nói ở đây đó là trông đợi nơi Chúa đã thêm sức mạnh cho chúng ta. Hồi nãy là chờ đợi Chúa cho đến khi thấy kết quả, bây giờ chúng ta lại tiếp tục trông đợi nơi Chúa đã thêm sức mạnh cho chúng ta. Vâng, chúng ta thấy ông Habacuc đã có chân khỏe như chân nai cái để mà bắt đầu leo cao băng rừng vượt núi. Sự vui mừng của chúng tôi rồi của chúng ta nhớ có một người có nhớ có một một diễn giả nói rằng sự vui mừng của chúng tôi, sự vui mừng của chúng ta tỷ lệ thuận với đức tin của chúng ta, còn đức tin của chúng ta thì tỷ lệ thuận với sự thông biết về Chúa của chúng ta. Tôi chúc cho ông bạn chị em của chúng ta trông đợi nơi Chúa và chúng ta có được sức mạnh bởi đức tin của chúng ta. Và đức tin của chúng ta thì nó tỷ lệ thuận với sự thông biết về Chúa mà chúng ta đang tin. Nó liên quan tới sự trông đợi của Đức Chúa Trời. Nó liên quan đến sự xác tín về một mình Đức Chúa Trời. Nó liên quan đến sự cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi trong hoạn nạn. Và đó là chúng ta đang bước vào sự yên nghỉ với Đức Chúa Trời. Tôi chúc cho các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay qua tiên tri Habacuc là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ở trong sự hoạn nạn, ông vẫn nhìn ra được cái điều tốt mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân sự. Mặc dù cái điều đó đối với nhiều người đó là một cái sự trừng phạt, đó là một cái điều không có hay ho gì. Nhưng mà Habacuc đã nhìn ra điều đó bởi vì ông đã thật sự bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong chúng ta đang muốn bước vào sự yên nghỉ đó, bao nhiêu người trong chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh đó mà chưa yên nghỉ chút nào, thì hãy lắng nghe lời của Chúa sáng hôm nay, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xác tín nơi một mình Đức Chúa Trời và trông đợi nơi Đức Chúa Trời cho đến khi mọi điều xảy ra. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn trẻ và Đức Chúa Trời sử dụng các bạn trong môi trường hội thánh của các bạn, địa phương của các bạn và cho nên kết quả cho Đức Chúa Trời. Amen. Xin cảm ơn tất cả. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn bài chia sẻ của Mục sư David Giang Đông. Bài chia sẻ đến từ tấm lòng và từ trải nghiệm rất là thực tế. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong bài chia sẻ này có một điều chúng ta cần phải chú ý. Và anh Thi xin nhắc lại. Cái điều này rất là tuyệt vời ạ. Tức là chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Nhưng trong sự cầu nguyện chúng ta thì Đức Chúa Trời cho chúng ta một đặc ân. Đặc ân đó là gì ạ? Là đối lại cùng Ngài. Và tạ ơn Chúa khi chúng ta ở trong cái sự đối lại với Chúa đó, chúng ta sẽ nhận biết Chúa một cách rõ ràng hơn. Vì Ngài là đấng hay trả lời cho những người tìm kiếm Ngài. Phải không ạ? Và anh Thi thiết nghĩ rằng là con người chúng ta ai cũng thích đối lại hết quý vị. Đặc biệt là thanh niên. Điều mà mục sư chia sẻ làm anh Thi nhớ đến cái thời trẻ tuổi của mình. Anh Thi rất là thích có những cuộc tranh luận với những bạn bè cùng lứa và điều đó đưa chúng ta đến những cái cảm xúc rất là tuyệt vời và cũng cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức để mà lớn lên. Phải không ạ? Nhưng mà ngày nay chúng ta còn biết rằng là Đức Chúa Trời chúng ta sẵn sàng làm bạn với chúng ta. Một đấng khôn ngoan đến nỗi mà trí khôn ngoan của con người không thể dò tìm và biết được, sẵn sàng tranh luận cùng chúng ta để cho chúng ta trở nên khôn ngoan giống như Ngài. Tuyệt vời không ạ? Và trong cái sự nhận biết và cái sự đối lại cùng Chúa, chắc chắn chúng ta có một thử thách và một cuộc chiến rất là lớn. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ bước vào sự vật lộn với cái bản ngã xác thịt của chúng ta để mà thanh tẩy chúng và làm cho thánh hóa. Nhưng mà chắc chắn lời Chúa hứa rằng sức toàn năng của Ngài sẽ ở cùng chúng ta và đem chúng ta đến cái sự toàn thiện mà Đức Chúa Trời đã sẵn dành cho chúng ta ngay từ buổi sáng thế khi mà Ngài tạo dựng nên mỗi một chúng ta. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời và cảm ơn Chúa. Đó là những gì mà anh Thi học được, anh Thi nghe được và anh Thi cảm biết được ở trong giây phút này. Và bây giờ anh Thi mời thầy Thiện ở trung tâm Bê Tên sẽ có lời cầu nguyện.
tiếp nhận sứ điệp. Dạ, mời thầy thiện ạ. Amen. Tạ ơn Chúa. Con xin chào quý mục sư, quý giáo sĩ cũng như là quý thầy cô cùng toàn thể anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào đầy phước hạnh, đầy yêu thương nhất đến từ lời của Chúa. Và tạ ơn Chúa vì sứ điệp của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ phút này con cũng xin mời tất cả mọi người điệp ý lại và chúng với con trong sự cầu nguyện. Tạ ơn Chúa. Tôi xin phép được dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Cha thiên thượng của chúng con, lạy Chúa, lời Ngài có nói với chúng con rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cha, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng con lấy lòng vui mừng, chúng con lấy lòng sốt sắng khi chúng con được hiệp lại là một trên núi Sion, để chúng con được cùng nhau xây dựng đức tin trên đời sống lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi điều tốt lành mà Chúa Ngài luôn sắm sẵn trên cuộc đời của chúng con. Mắt Ngài luôn dò thấu tấm lòng của chúng con. Và tai Ngài cũng luôn lắng nghe những gì mà môi miệng chúng con thường xưng ra với Ngài. Cha, chúng con tạ ơn Chúa vì sứ điệp của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay qua môi miệng của mục sư David Giang Đông. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài ấn chứng, Ngài dạy dỗ những điều mà lời Ngài trong buổi tối ngày hôm nay muốn phán dạy trên tầng lớp những thanh niên trẻ, trên tấm lòng của mỗi chúng con, để rồi Ngài sử dụng mỗi cuộc đời thanh niên của chúng con xuyên ra đi làm sáng danh vương quốc của Chúa. Và rồi Ngài sử dụng chúng con giống như những công cụ sắc bén trong tay của Ngài. Xin Chúa hãy sai mỗi cuộc đời của chúng con, những thanh niên của Chúa được bước vào trong đồng lúa của Ngài, để mỗi cuộc đời của chúng con được ra đi, được loan báo tin mừng của Chúa, để mỗi cuộc đời của chúng con biết nhờ cậy lời Ngài. Bởi vì chúng con không chạy theo sức riêng của mình, chúng con sẽ chạy theo ý muốn của Đức Chúa Trời của chúng con. Lạy Cha yêu dấu, xin Chúa Ngài là đấng, Ngài cũng ban phước lại bội phần trên người đã giao giảng ra sứ điệp trong buổi tối hôm nay, đó chính là mục sư David Giang Đông. Amen. Để rồi dầu Thánh Linh của Chúa Ngài luôn tuôn đổ trên đời sống của mục sư. Nguyện xin Chí Chúa Ngài là đấng, Ngài ban phước đặc biệt trên đời sống, trên kinh tế, trên công việc của David Giang Đông, để rồi mỗi một ngày qua lời giảng của mục sư David Giang Đông thì lời Chúa được bày tỏ qua môi miệng của mục sư, để rồi mỗi ngày mục sư sẽ là người đi gặt hái những linh hồn hư mất về cho Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện được rồi, xin Chúa Ngài ấn chứng, Ngài gieo những lời của Ngài vào trong mỗi tấm lòng của chúng con, để rồi lời của Ngài được tươi tốt, được sinh trưởng, được tăng trưởng trên cuộc đời của chúng con, để mỗi bông trái của Ngài sẽ được động lại trên chúng con và trên đời sống của chúng con, bước đi trong đức tin của mình, giống như lời Ngài có phán với chúng con, người công bình sống bởi đức tin. Tạ ơn Chúa. Con dâng thời gian tiếp theo, con dâng quý ông bà anh chị em của chúng con lên vòng tay quyền năng của Ngài, và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy thiện. Và một lần nữa rất là cảm ơn mục sư David Giang Đông, và chúng ta tin chắc rằng là thời gian sắp tới đây thì nhiều những cái chương trình tiếp theo là sẽ có nhiều bạn thanh niên trẻ bước vào, phải không ạ? Không những là lắng nghe sứ điệp mà các bạn còn có thể đối nại cùng nhau, phải không ạ? Nếu mà chúng ta chưa có đối nại cùng nhau á, chúng ta không có đối nại được với Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta mạnh dạn bày tỏ những cái thắc mắc, hay là chia sẻ những cái hiểu biết của mình ở trong lẽ thật, trong lời của Chúa và trong hành trình đức tin của chúng ta. Và con cái Chúa thì chúng ta luôn luôn được dạy dỗ, phải không ạ? Trong lúc mà chúng ta đối nại chứ không phải chúng ta đối nghịch, cũng không phải là chúng ta gọi là chặt chém. Vì chúng ta là những người con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bày tỏ được cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trên đời sống chúng ta. Và Chúa cũng nói rằng là khi mà chúng ta tìm kiếm Ngài thì trong cả lời nói, hành động, việc làm của chúng ta đó, Ngài sẽ đặt cái sự khôn ngoan của Ngài sẽ đi cùng với chúng ta.
và những cái điều đó sẽ bày tỏ được những cái lẽ thật mầu nhiệm của Đức Chúa Trời để mà chúng ta cùng khích lệ nhau tiến bước trên cái hành trình bước đi trong cái sự nên thánh của chúng ta ở trên đất này. À, Amen. cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và giờ đây thì anh Hi muốn hỏi rằng trong phòng Zoom của chúng ta, không biết có bạn thanh niên nào qua những lời khích lệ vừa rồi của anh Hi có thể đặt ra một cái câu hỏi nào, hay là có thể cảm động để chia sẻ về đức tin của mình qua cái sự dạy dỗ, qua cái sứ điệp mà mục sư David Giang Đông vừa chia sẻ không ạ? Có bạn nào thì mạnh dạn mở mic, các bạn có thể chia sẻ ngắn gọn từ 3 tới 5 phút. Mình nói thêm chút xíu, cảm ơn cô Anh Thi, vì cô Anh Thi nhắc là cái chữ đối nại đó, và cô Anh Thi có dùng cái chữ là đừng có đối nghịch, rất là hay. Cho nên chúng ta là những người trẻ, chúng ta đối nại với Chúa, mà trong cái bản tiếng Anh đó, trong cái bản tiếng Anh mà tôi rất ngạc nhiên khi mà tiếng Anh dùng cái chữ complaint, có nghĩa là than thở đó, là đối với Chúa chúng ta hãy than thở, chúng ta hãy nói với Chúa những thắc mắc của mình, và đối với anh em chúng ta đó thì chúng ta hãy chia sẻ tâm tình với nhau để mà chúng ta hiểu nhau và chúng ta chất vấn lại cái điều đó, không phải trong cái tinh thần đối nghịch. Cảm ơn cô Anh Thi đã nói cái chữ đối nghịch ở trong cái này mình tạm gọi là cái phần thảo luận đi, rất là ý nghĩa. Cảm ơn cô Anh Thi lần nữa nha. Dạ, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, cái mục tiêu của cái chương trình thanh niên á là đưa đến cái sự thảo luận ở trong Kinh Thánh. Dạ, để cho tất cả mọi người đều có thể nói lên những cái quan điểm của mình và thể hiện cái đức tin cũng như là cái sự nhận biết của mình để mà chúng ta cùng nâng đỡ, khích lệ nhau trong hành trình đức tin. Và điều đó làm cho cuộc sống của các bạn thanh niên cũng như tất cả mọi người khi mà đến với Chúa đó, mà chúng ta có những cái điều đó đó, thì cái ý nghĩa trong đời sống đức tin của chúng ta nó được trọn lành và nó được thăng tiến rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục sức dầu ban ơn để rồi sắp tới đây các cái chương trình thanh niên được đầy dẫy sự sức dầu, được đầy ơn của Chúa nha. Dạ, không biết là anh Thi có nhận thấy là cô Huyền Jessie có muốn chia sẻ điều gì đúng không ạ? Con thưa về hôm nay học về đức tin thì con cũng có đọc được ở trong phân đoạn Gia Cơ chương 1 ạ, về sự chịu thử thách phải thế nào. Con xin đọc: thưa anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề phạt đến cho anh em như điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn vẹn nó, hầu trong chính mình anh em cũng được chọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là được ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Con xin đọc lại từ câu 6 ạ. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Nhưng như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Con xin hết ạ. Câu kinh thánh này rất rõ về ý, nên là con nghĩ rằng nếu như có thì xin mời cô anh xin bổ sung ạ. Nhưng con nghĩ điều Chúa dạy rất là trọn vẹn trong phân đoạn kinh thánh này là về đức tin ạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn em Huyền Chissy đã có cái lời kinh thánh được khích lệ mọi người và nhắc nhở mọi người chúng ta trong hành trình đức tin, phải không ạ? Cái điều quan trọng là chúng ta phải vui mừng trong sự trông cậy và bền đỗ khi mà có những cái thử thách hoạn nạn đến. Bởi vì hồi nãy thì chúng ta cũng biết rằng khi mà đối nại với Chúa, khi đến gần sự sáng
Chắc chắn là chúng ta sẽ được Ngài thanh tẩy và làm cho thánh hóa. Chắc chắn là những cái tội lỗi của chúng ta, những cái điều mà Chúa không đẹp lòng sẽ lộ ra. Và khi mà chúng ta nhận biết được điều đó, thì cái điều mà loại bỏ những cái bản ngã xác thịt của chúng ta nó khá là đau đớn và khó khăn. Thế nhưng mà bởi ân điển của Chúa và quyền năng của Ngài thì chắc chắn là Ngài sẽ giúp chúng ta làm được. Và điều đó rất là cần cái đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nguyện xin sự sáng của Chúa tiếp tục và cùng ban ơn, ban phước trên tất cả các bạn thanh niên. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả, cái bông trái mà Ngài tỉa sữa chúng ta đó, nó rất là đẹp đẽ vô cùng. Đẹp đẽ đến nỗi mà chúng ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Và giờ đây thì anh Thi tiếp tục mời các bạn thanh niên, không biết có bạn nào được cảm động để chia sẻ. Bạn Minh Trí phải không ạ? Cô mời bạn Minh Trí. À vâng, con lúc cô, con lần này con vào đây con có một câu hỏi muốn hỏi cô ạ. Tức là khi mà vô tình con đọc được một bài báo có nói về là của ông tác giả viết sách về cơ đốc nhân nổi tiếng tên là John Bieber ấy. Người ta đồn đại ông ấy là ông ấy viết sách sai được kinh thánh. Thì con thắc mắc tại sao mà chúng ta cùng là một người anh em trong nhà với Chúa nhau cùng một thiên thể trong đấng Christ mà chúng ta đôi lúc lại có sự ganh tị nhau và ghét ghét nhau ạ. À, tức là con thấy rằng là mục sư John Bevere đã viết ra rất là nhiều sách đúng không? Nhưng mà Vâng. vẫn có những người phản bác đúng không con? Vâng. Thì cái điều này con ngạc nhiên phải không? Vâng. Cảm ơn Chúa. Cô thấy là ông Minh Trí đang ở độ tuổi thiếu niên. Là dường như là con bao nhiêu tuổi ạ? Nên con 14 ạ. Ồ, rất là tuyệt vời. À, chúng ta cùng thả tim cho một người trẻ đến với phòng Zoom của chúng ta, và bạn Ung Minh Trí này 14, và ước ao là sau này chúng ta sẽ có nhiều nhiều người trẻ nữa bước vào và mạnh dạn đặt câu hỏi. Đức Chúa Trời đang hành động trên phòng Zoom của chúng ta đúng không ạ? Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có sự ganh tị, và sự ganh tị thì nếu như con đọc Kinh Thánh là nó đến từ đâu? Như sắc thì chúng ta À, đến từ xác thịt. Cảm ơn Chúa rất là tuyệt vời. Và đến từ sự kiêu ngạo đúng không con? Dạ vâng. Và Amen. sự kiêu ngạo này á, thì từ ban đầu chúng ta đã thấy rồi, sự kiêu ngạo thì sanh ra sự bại hoại đúng không ạ? Và cả nhân loại đã đang đánh mất đi cái quyền được đến gần Đức Chúa Trời, được trò chuyện cùng Ngài, khi mà Adam là tổ phụ của loài người kiêu ngạo và bước vào cái sự cám dỗ của Satan đúng không? Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải lột bỏ cái tính xác thịt đó. Nhưng mà cái tính xác thịt đó nó sẽ được lột bỏ từng ngày mỗi ngày. Và như Minh Trí nói là rất là tuyệt vời. Hiện tại chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho truyền thông Internet để mọi người có thể bày tỏ cái quan điểm của mình. Đúng không ạ? Nhưng mà những con cái của Đức Chúa Trời, con cái của sự sáng thì sẽ bày tỏ sự sáng. Còn những người mà chưa được ở trong cái sự sáng thì chúng ta sẽ cầu nguyện cầu thay cho họ. Đúng không? Bởi vì hành trình đức tin của chúng ta không phải rằng tin một cái là chúng ta được nên thánh, nhưng mà chúng ta đang vật vã với xác thịt. Con biết rồi đó. Khi mà đức tin càng lớn thì cái bản ngã xác thịt càng bé lại. Và mọi sự sẽ được trọn lành khi mà chúng ta được thánh hóa hoàn toàn. Đó là lúc mà tất cả chúng ta được đến với Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài, được cất lên, được đến với sự hiện diện thánh của Ngài. Thì tất cả những cái sự kiêu ngạo sẽ biến mất. Thế nhưng bây giờ chúng ta vẫn nhìn thấy những điều đó đúng không ạ? Cảm ơn Chúa vì con nhìn thấy điều đó và con không đồng ý với những điều đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ đây thì anh Thi cũng mời mục sư David Giang Đông sẽ có cái lời chia sẻ để mà khích lệ Minh Trí ngay giờ này. Vâng, cảm ơn cô anh Thi đã nhường cái thời gian chút ít này để tôi thêm cái ý. Và tôi nghĩ rằng không chỉ tôi có thể trả lời, mục sư có thể trả lời cho Minh Trí, mà có mục sư Quỳnh Hào cũng như
thầy Đoàn Trọng cũng như anh em chúng ta đều góp vào trong cái câu trả lời này, bởi vì chúng ta chỉ được biết có một góc cạnh thôi, nhưng mà mỗi người góp vào một chút. Thì cái câu trả lời đối với lại cái câu hỏi của Minh Trí, vì sao mà John Bevere? Tôi rất là thích đọc sách của John Bevere, và tôi cũng thích đọc sách của một số diễn giả khác, như Billy Graham, Ron Bonnke, thậm chí là cái người mà bị ném đá hiện nay là ông Joseph Prince ở tại Singapore, rồi những cái mục sư khác. Vì sao họ là những diễn giả từ truyền thống cho đến ân tứ? Thì có những người không ưa thích những cái những cái diễn giả này, và họ có những cái lời như vậy. Thì cô Anh Thi đã nói một cái góc cạnh của cái việc đó. Thì trong cái nhìn của mục sư về cái việc này đó, cho tất cả chúng ta để nhìn về đó, là mỗi người theo Chúa đó có một cái lượng đức tin và một cái quan điểm khác nhau. Cho nên chúng ta có thể khác nhau về quan điểm, nhưng mà cái niềm tin chúng ta không có khác. Tôi vẫn thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà cái khác nhau về quan điểm thôi. Ví dụ như nói về sự cầu nguyện thì có người cho rằng cầu nguyện là như vậy, cầu nguyện phải như thế kia, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là cầu nguyện thôi, cầu nguyện thôi. Cho nên cái người mà có cái lượng đức tin cao hơn đó thì họ có cái lời giải thích, cái lời hướng dẫn tốt hơn. Cái người mà cái lượng đức tin cũng trung bình hay vừa thì họ có cái nhìn về cái sự cầu nguyện, chỉ ví dụ như vậy. Cho nên một cái điều mà chúng ta có thể tránh được đó là tránh chỉ trích. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn về cái công việc của Chúa qua tác giả John Bevere, ông là một mục sư thanh niên, ông bắt đầu chức vụ là chức vụ có một mục sư thanh niên, cho nên ông rất hiểu về thanh niên. Và khi ông trưởng thành ở trong cái chức vụ đó, Đức Chúa Trời kêu gọi ông là giáo sĩ và là một giáo sư nữa. Cho nên ông rất là hiểu và ông va chạm cuộc sống, rồi ông viết ra những cái kinh nghiệm đó, nhưng có thể đó không phải là cái kinh nghiệm của người khác. Cho nên đối với người khác, người ta sẽ bị sốc, và khác nhau về quan điểm như vậy thì sẽ có những cái ý kiến trái chiều, và chúng ta phải chấp nhận những cái ý kiến trái chiều đó. Cho nên chúng ta sẽ đón nhận những cái ý kiến trái chiều như bài giảng sáng hôm nay, có thể khích ích lợi cho một vài bạn, nhưng mà các vài bạn khác thì sẽ không thấy cần thiết, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống chúng ta nó có những cái sự khác nhau, nhưng mà cái sự khác nhau đó đó mới là cơ đốc giáo, cái sự khác nhau đó mới đẹp. Giống như trong một cái khu rừng có nhiều hoa thì có nhiều loại hoa khác nhau thì mới là cái khu vườn, chứ mà vô chỉ có là hoa cúc thôi chứ đâu phải là khu vườn. Cho nên có những cái ý kiến trái chiều đó đó, đó là biểu hiện lên cái nét đẹp của cơ đốc giáo. Nhưng mà chúng ta không nên chỉ trích, không nên bám vào trong đó để gây nên cái đối nghịch, chỉ đối nại thôi, chỉ thảo luận thôi, chứ không, tôi không đối nghịch. Ví dụ như trong cái phòng cầu cùng học kinh thánh này sáng hôm nay có những cái câu hỏi để thảo luận, thì khi mình đưa đưa cái ý kiến của mình đó thì không nhất thiết là cái ý kiến của mình nó đúng, để nhiều người khác sẽ thấy ra được cái khiếm khuyết. Nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng có những cái quan điểm khác nhau trong cơ đốc giáo, thì chúng ta sẽ tạm chấp nhận cái quan điểm đó nếu như nó hợp với cái quan điểm của mình, nhưng mà tránh cái sự đối nghịch đó. Cho nên để giải quyết cái sự đối nghịch đó thì chúng ta xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không rơi vào cái bẫy mà ma quỷ nó giăng ra để nó chia rẽ cơ đốc nhân ở đây. Cảm ơn con đã hỏi câu hỏi này, và hy vọng rằng mục sư đã trả lời một phần, một góc cho cái câu hỏi của con. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Amen. Hallelujah. Cảm ơn con một lần nữa. Và con nhớ kết bạn Zalo với cô nhé. Tạ ơn Chúa. Chúng Vâng con ạ. thấy rằng Chúa đang ban ơn cho chúng ta. Phải không ạ? Và giờ đây thì mời các bạn, các em, chúng ta tiếp tục đến với sứ điệp thứ hai, cũng ở trong chủ đề sự an nghỉ của Chúa. Chúng ta bước vào sự an nghỉ của Ngài. Mời mục sư Huỳnh Hào sẽ chia sẻ sứ điệp Yên nghỉ trên đồng cỏ xanh. Mời mục sư ạ. À.